Xin chào các bé. Các bé ơi, bây giờ chúng mình sẽ học số đếm từ 0 đến 20 nhé. Số 0. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Số 10. Số 11. Số 12. Số 13. Số 14. Số 15. Số 16. Số 17. Số 18. Số 19. Số 20.